Chào các bạn đã quay trở lại kênh 333 Audio Sài Gòn Shop, có địa chỉ tại 333 Nguyễn Trọng Tuyển, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn, mình mới về được con âm ly có model là Marang Exotech PM8MK2. Đây là dòng âm ly cao cấp đến từ hãng Marang Nhật Bản, được thiết kế mặt nhôm phay xước màu gold màu vàng. Dòng Exotech thì có rất là nhiều dòng đời, trong đó PM4, PM6 và kết thúc bằng dòng đời PM8. Trong đó dòng PM8MK2 là bản nâng cấp, là bản cao cấp nhất của hãng, được sản xuất vào năm 1980 với giá xuất xưởng 255.000 yên. Sản xuất tại Nhật, điện 100V và có công suất tiêu thụ khủng là 400W. Dòng này đánh được hai cặp loa, phù hợp loa có trở kháng từ 4 tới 16 ohm. Các bạn có thể đánh được 1 cộng 2, tức là các bạn có thể đánh được từng cặp loa riêng biệt hoặc hai cặp loa cùng lúc nghe các bạn. Loa các bạn có trở kháng 4 ohm, công suất ra mỗi loa là 190W. Loa các bạn có trở kháng 8 ohm, công suất ra mỗi loa là 150W một loa, rất là lớn, nên đây là đặc trị của những dòng loa cần công suất. Những dòng loa bass lớn, các bạn sẽ ghép được những dòng loa hi-fi BMW Tenoi, các bạn ghép những dòng JBL Pioneer bass 30-40cm đánh rất tốt, ngạc chứ các bạn. Chất âm của nó tiếng bass mềm sâu, mid treble sáng chi tiết ngọt ngào, phù hợp nhạc trữ tình, nhạc bolero, nhạc vàng. Xung quanh nó sẽ có một hồi gỗ zin màu nâu đỏ còn rất đẹp. Đó, với kích thước chiều ngang là 47,4cm, cao 17,2cm và hậu sâu là 45cm và máy nặng là 27,5kg. Các bạn nhìn vào tổng thể, nhìn máy con mình về hàng đấu giá về còn rất vàng và đều màu nha các bạn. Rất vàng luôn các bạn. Đó, các bạn nhìn rất đẹp. Được thiết kế cực đối hài hòa. Ở giữa là nút nguồn. Bên trái sẽ có 2 nút lớn và 6 nút nhỏ. Bên phải cũng có 2 nút lớn, 6 nút nhỏ. Hai nút lớn bên trái đó là dành cho record selector, hai đường này các bạn sử dụng, và 6 nút nhỏ tức là những ngõ vào input selector đó. Còn hai nút bên tay phải bao gồm chức năng nghe reverb, tiếng vang hoặc là mono thông thường các bạn bật stereo, và nút volume. Tất cả các nút đó có một cái khứa lõm sâu, các bạn rất dễ theo dõi và cũng rất dễ cầm. Ở trong có những chỉ số các bạn rất dễ theo dõi. Rồi ở đây này là sẽ có tone defit là chức năng nghe mọc, và turnover tí sẽ vang, và dãy lọc dành cho dãy trầm, dãy cao, và chức năng muting tắt tiếng à. Phía dưới đây sẽ có hai cái phần cáp bridge lock dành cho kim anh bị thang này, MMC. Và bên đây là cổng ba lăng của nó nằm đây này, phải nè, trái nè, những cái nút này cầm rất chắc tay. Và ngoài ra nó có đường test EQ. Các bạn có thể bật một hoặc tăng độ FP và vừa tai nghe những dòng nhạc các bạn đang nghe. Thông thường các bạn bật off để các bạn cân chỉnh ba dãy trần bass mid treble nghe các bạn. Đó là bass mid treble dành cho vai trái với phải riêng biệt. Rồi. Sau đây mình quay mặt sau cho các bạn xem. Rồi, nhìn tổng thể mặt sau các bạn nhìn con này còn rất mới nè bạn. Ở đây là có một cầu chì bảo vệ nguồn, dây nguồn zin, dây nguồn dính, đánh được hai cặp loa ha, phù hợp loa có trở kháng từ 4 tới 16 ohm. Dưới có một cái IC OLED với total 300W, những đầu CD giả mạo oxy, sử dụng điện 100V, các bạn đưa đây cho đỡ lòng thòng dây. Thông tin là Marang model PM8MK2 IC 100V và 400W, số RE 00073 ha. Ở đây là có đường main in và đường rear out, các bạn có thể sử dụng như một cái rề hoặc một cái pal. Tất cả các sắc đều sạc, bạn nhìn còn rất vàng nè bạn. Ở đây ngõ vào có Whitener, hai ngõ phono, điểm tiếp mát. Tổng thể mặt sau các bạn rất đẹp, được sản xuất vào năm 1980, được như vậy là rất đẹp nha các bạn. Rồi. Bass nè bạn, mid nè, trem nè, trem, mid, trem. Rất à, rồi. Sau đây mình, các bạn chờ mình để mình tắt máy, mình mở nội thất cho các bạn xem ha. Các bạn chờ mình trong giây lát, mình mở nhanh.
gỗ của nó là gỗ gỗ zinc luôn nha các bạn. Đó, gỗ zinc còn rất mọc các bạn. Rồi sau đây mình đi vào nội thất cho các bạn xem. Nhìn vào tổng thể nội thất á, là đầu tiên là cái ốp gỗ của nó còn rất mọc này bạn, ốp gỗ zinc. Đó, nhìn vào tổng thể là các bạn sẽ thấy một tăng phô rất khủng ha. Đó, bao gồm 4 tụ lọc nguồn dành cho hai bao mạch phía trái phải, sườn sắt ngóc ngách cũng còn rất trắng các bạn. Dùng này được sử dụng tụ Macon 15.000 microfarad và 80 MV, 4 tụ đều giống nhau. Bên này cũng vậy ha. Đó, trị số tụ bên này. Bao mạch ngóc ngách, bao mạch công suất đầu ra, hai tạng giải nhiệt nằm hai bên. Tương ứng bao mạch công suất phía phải nè các bạn. Đó, bên này sẽ có 4 sọ ma răng ha. Đó. Hai đen hai đỏ ma răng và bao mạch công suất phía trái. Đó, tất cả còn nguyên zin bản, trong khe sẽ có 4 sò. Bên này là hai đỏ, hai đen luôn. Tổng cộng máy chạy 8 con sò sắt và sử dụng sò mỏ răng nha các bạn. Đó, bao mạch phần rề nè các bạn nhìn. Chiếc áp cát, tất cả chiếc áp linh kiện tụ đỏ, tụ nâu rất nhiều luôn, dày đặc luôn ha. Đây cũng có tụ đỏ, những con tụ đỏ rất dày đặc luôn các bạn. Rồi, dòng này các bạn mua về nghe trưng bày đều rất đẹp mắt, rất có giá trị ngay nhìn sưu tầm. Những dòng Marang Exotest PM8 size to hầm hố, đặc trị của những dòng loa cứng đầu, những dòng loa JBL Pioneer, những dòng loa Hi-Fi Beamdub Tannoy Bass 3040. Đặc biệt các bạn có thể ghép những dòng loa AR, nó đánh cũng rất tốt nha các bạn. Rồi sau đây mời các bạn nghe thử một đoạn nhạc. Hành
PM8MK2 là bản cao nhất trong series Exotest rất nổi tiếng ở hãng Marang. Máy mình về tình trạng xinh đẹp xuất sắc, mặt mày đúng nút chữ nghĩa, bạn nhìn không tì vết và còn rất vàng, nội thất cũng còn rất mới, dù được sản xuất vào năm 1980 thế này. Đó, rất là đẹp luôn các bạn, nghe hay mày đẹp, giá rất là hợp lý, chỉ là 24.800.000 đồng, mình bao ship toàn quốc nếu bạn nào thanh toán đủ. Còn bạn nào thanh toán code mình không bao ship. Bạn nào có nhu cầu gọi mình số điện thoại 0903 747 111. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Tạm biệt.